Hello everyone. Today we will learn English night. English night. Hôm nay chúng ta sẽ giải đề kiểm tra 15 phút của chương trình tháng lớp 9 nhé các bạn. Rồi chúng ta sẽ phát âm này. Consume là chữ s này. Reason là chữ s luôn. Conclusion là chữ g. Ga là chữ s và chúng ta sẽ có c. Câu số 2 nhấn âm. Label nhấn âm 1. Luxury nhấn âm 1, receive nhấn âm 2, model nhấn âm 1. Câu 3, trước khi bạn đi ngủ thì mình ơn hãy tắt hết đèn đi. Tắt đèn là turn off. Câu số 4, John bị ốm vì thế, anh ta đi ngủ sớm. Chúng ta hãy chọn từ vì thế là sâu nhé. Câu số 5, bạn nên gọi ai tới để mà kiểm tra nếu có cái chỗ rò rỉ trong ống nước. Chắc chắn là thợ sửa ống nước rồi là plumber. Câu số 6, solar energy, năng lượng mặt trời không gây ra ô nhiễm. Đằng sau chữ cost là một danh từ, chúng ta phải chọn danh từ đặt vào đây, đó là pollution. Rồi, câu số 7, chúng ta kéo lên chút nào. Câu số 7 nè. Câu số 7, tôi vừa mới kiếm cái túi của tôi nhưng tôi không thấy nó ở đâu hết. Tìm kiếm là look for. Câu số 8, phát âm khác ha. Energy là chữ E, resource là chữ I, và reduce là chữ I, và environment là chữ I, và chúng ta chọn câu A. Câu số 9, nhấn âm nè, prevent nhấn âm 2, garbage nhấn âm 1, energy nhấn âm 1, collect, college là nhấn âm 1, và chúng ta sẽ chọn câu A. Câu số 10, tôi thích chuối nhưng anh trai tôi thì không, chúng ta phải chọn nhưng là bớt. Câu số 11, nhấn âm electricity nhấn âm 3, population nhấn âm 3, necessity nhấn âm 2, innovation nhấn âm 3. Chúng ta sẽ chọn câu C. Câu số 12, see subtractic, saving đằng sau subtract các động từ thêm ing. Câu số 13, bọn trẻ con thì thích mặc quần áo đẹp khi mà chúng đi ra ngoài, mặc đồ là put on, cởi đồ là put off. Rồi, câu tiếp theo là câu số 14, anh ta đã rớt kỳ thi, do đó anh ta sẽ có một sẽ thi lại đó. Ở đây có chấm phẩy này thì là therefore nhé, là do đó. However cũng vậy, nhưng mà however dịch nghĩa là tuy nhiên, không xài được. Câu số 15, bài kiểm tra quá dài và khó, ở đây phải chọn and. Câu B. Câu số 16, tôi thích chơi bóng bàn nhưng mà tôi phải hoàn thành bài tập về nhà, but nhưng. Làm ơn hãy bật bếp ga lên, tôi muốn nấu ăn trưa, là turn on là bật lên. Anh ta là một trong những nhà môi trường học trên thế giới, nổi tiếng trên thế giới. Ở đây phải là người thì phải là environmentalist, và một trong những thì phải là chọn dành số nhiều nha. Câu số 19 nè. Câu số 19, cô ta đi ngủ sớm, cô ta bị ốm. Chúng ta phải nối hai từ với nhau, hai câu với nhau. Cô ta đi ngủ sớm bởi vì cô ta ốm, chúng ta phải xài because, câu A nhé. Câu 20, thế còn đi ra ngoài thì sao? Một câu đề nghị, nó sẽ bằng với câu A, subtract going out for a train. Câu C với câu D là đúng cấu trúc, nhưng mà câu C có chấm hỏi là sai, vậy cho chúng ta chặt câu D nhé. Rồi, bài của chúng ta đây là hết rồi. Goodbye, see you again.